chính cái danh thuộc danh tử của nhĩ tĩ thể thân ý xúc đã đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của nhãn xúc là đại bồ tát Trăng, bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát Trăng, bạch thế tôn không Chính cái danh tại nội của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của Nhi Tĩ Thể Thân Ý Xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại lưỡng gian của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh khả đắc của Nhãn Xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không.